sẽ được tiếp tục chương trình với những thông tin về thị trường hàng hóa. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua thì lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, hỗ trợ chỉ số Mỹ VN Index tăng nhẹ 0,3% lên mức 2.259 điểm. Như vậy thì chỉ số này đã nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ năm rồi. Đáng chú ý là đi ngược với xu hướng chung của toàn thị trường thì sắc đỏ là chiếm phần lớn trên bảng giá của nguyên liệu công nghiệp với sự sụt giảm mạnh của nhiều mặt hàng chủ chốt trong đó thì có cà phê. Giá cà phê Arabica lao dốc gần 5% và xuống gần 300 đô la Mỹ một tấn, ở mức là 5.393 đô la Mỹ một tấn. Còn cà phê Robusta cũng đánh mất gần 4% và về mốc là 4.868 đô la Mỹ một tấn. Ở thị trường nội địa thì ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê tại Tây Nguyên và các tỉnh ở phía Nam dao động trong khoảng từ 114.500 cho tới 115.200 đồng mỗi ký. Như vậy thì giá cà phê trong nước đang đi cùng chiều với giá cà phê thế giới khi mà giảm từ 1.000 cho tới 1.100 đồng một ký so với ngày hôm qua. À, những phiên gần đây giá cà phê đảo chiều giảm mạnh là do phản ứng với kỳ vọng thời tiết tại Brazil sẽ xoay chiều à, và thông tin EC đề xuất hoãn thực thi các quy định cấm nhập khẩu với các mặt hàng liên quan đến nạn phá rừng. À, theo tôi thì những nguyên nhân này sẽ tiếp tục gây sức ép đến diễn biến của giá cà phê trong tuần này. À, thêm vào đó, thì Việt Nam cũng sắp bước vào giai đoạn thu hoạch cà phê của niên vụ 2024-2025. À, cho nên thị trường sẽ kỳ vọng nhiều hơn nữa vào nguồn cung được bổ sung à, và từ đó thì gia tăng thêm sức ép cho giá cà phê trong tháng 10.